Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cho các bác sản phẩm kéo các cành trên cam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Hiện tại công ty đang phân phối hai dòng kéo chính là kéo cắt cành dài 2 đoạn và kéo cắt cành 3 đoạn. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về các sản phẩm của công ty. Sau lưng em đây là các mẫu sản phẩm đã được công ty bày sẵn. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về các mẫu sản phẩm. Đây là sản phẩm kéo cắt cành 2 đoạn có chiều dài là 3m và 4m. Loại 3m thu ngắn lại tối đa sẽ là 1,8m và sẽ có 5 mức sử dụng để các bác để tùy chỉnh độ dài. Sản phẩm kéo cành 4m thu ngắn lại tối đa là 2,3m và có 7 mức điều chỉnh độ dài. Các bác mua sản phẩm của công ty đều sẽ được tặng kèm một lưỡi cưa của nhà sản xuất để các bác có thể cưa các cành to. Tiếp theo là các sản phẩm kéo các cành trên cao 3 đoạn. Sản phẩm này thì được làm từ hợp kim nhôm, nhẹ, bền và chắc chắn. Đây là sản phẩm kéo 3 đoạn dài 3m, thu ngắn lại tối đa sẽ là 1,4m. Tiếp theo là sản phẩm kéo các cành 3 đoạn dài 4m, thu ngắn lại tối đa sẽ là 1,7m. Cuối cùng là sản phẩm kéo các cành 3 đoạn dài 5m, thu ngắn lại tối đa sẽ là 2m. Sau đây em giới thiệu cho các bác chi tiết về thông số của sản phẩm cũng như cách sử dụng của chiếc kéo cắt cành trên cao 2 đoạn dài 4m. Đây là phần bao bì ngoài của sản phẩm. Khi mua hàng thì các bác sẽ được tặng thêm một lưỡi cưa của nhà sản xuất. Và vừa em đã bóc cái phần bao bì của sản phẩm ra cho các bác xem chi tiết hơn. Đây là phần lưỡi cắt. Phần lưỡi cắt thì được làm bằng thép không gỉ, rất là sắc và bền. Bên cạnh của lưỡi cắt là phần giữ quả. Các bác lưu ý là khi các bác sử dụng để hái quả thì các phần giữ quả này các bác phải giữ chặt lại. Và phần giữ quả sẽ phải hướng về phần quả các bác muốn cắt. Khi dùng kéo cắt các cành to thì các bác tháo phần kẹp nhựa giữ quả ra, mục đích là để lưỡi kéo cắt sâu hơn, tránh việc phần giữ quả kẹp vào cành làm lưỡi kéo cắt không đứt được cành. Đây là phần nắp lưỡi cưa. Các bác muốn nắp lưỡi cưa vào thì các bác sẽ tháo cái phần ốc này ra và các bác nắp lưỡi cưa vào. Sau đây em sẽ tháo ốc ra và lắp lưỡi cưa cho các bác xem. Các bác nắp lưỡi cưa và chặn ốc lại thì các bác có thể sử dụng được rồi. Các bác lưu ý là các bộ phận của kéo có thể tháo rời được. Nếu trong quá trình sử dụng các bác có bộ phận nào bị hỏng thì có thể liên lạc với công ty. Công ty sẽ gửi cho các bộ phận để thay thế, đồng thời sẽ có nhân viên tư vấn hướng dẫn các bác cách thay thế. Phần thân kéo được làm bằng inox. Khi các bác muốn
kéo dài kéo ra hoặc là thu ngắn lại thì các bác sẽ ấn vào phần chốt này và các bác kéo ra. Các bác lưu ý là phần chốt các bác sẽ phải khớp vào phần nỗ ở trên thân kéo. Các bác nghe tiếng tạch một cái là được. Kéo 4m thì sẽ có 7 lớp sử dụng ứng với cả 7 lỗ ở trên thân kéo. Chiếc kéo này khi kéo dài ra thì tối đa sẽ được 4m và thu ngắn lại tối đa sẽ là 2,3m. Phần thân kéo thì có thêm một phần tay cầm bằng nhựa. Phần tay bóp được làm bằng thép không gỉ và thiết kế giống phanh xe đạp. Khi muốn sử dụng, các bác sẽ mở cái phần khóa an toàn ra. Khi muốn cắt thì các bác sẽ bóp mạnh. Phần dây chuyền lực được làm bằng thép to và chắc chắn, được nối từ phần tay cầm đến phần lưỡi cắt. Khi các bác không muốn sử dụng nữa thì các bác sẽ khóa phần chốt an toàn lại. Phần tay bóp thì có thể là xoay 180 độ giúp việc dễ dàng điều chỉnh hướng cắt. Các bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm tại cửa hàng trưng bày sản phẩm, trụ sở chính, Nghĩa Xuyên, Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên hoặc đặt hàng trên website túibaotraicay.vn và longnghiepthanhha.vn hoặc liên lạc đến số hotline 0982 179 226 và 0833 488 885 để gặp nhân viên tư vấn chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn mua hàng. Đơn hàng sẽ được vận chuyển qua bưu điện đến địa chỉ yêu cầu, được kiểm tra và thanh toán trước khi nhận hàng.